Thưa quý vị, hơn 2 tháng chuyển trạng thái thích ứng, số ca mắc COVID-19 tại Đà Nẵng tăng lên đáng kể. Trong bối cảnh đó, cùng với việc tập trung xử lý kiểm soát các chuỗi lây nhiễm ở cộng đồng, ngành y tế Đà Nẵng cũng chú trọng đảm bảo điều trị cho bệnh nhân COVID-19, giảm ca nặng và tử vong. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, từ đầu tháng 11, ngành y tế Đà Nẵng đã kích hoạt lại bệnh viện dã chiến, khu ký túc xá phía Tây để thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19. Hiện tại, nơi đây đang điều trị hơn 2.000 bệnh nhân và hầu hết bệnh nhân đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng COVID-19. Ngay khi vào viện, người bệnh được đánh giá tình trạng sức khỏe và điều trị bằng thuốc kháng virus. Thời gian điều trị cũng được rút ngắn. Đối với những cái trường hợp bệnh nhân mà vào, mà trường hợp mà bắt đầu có những triệu chứng hoặc là triệu chứng trở nặng, thì chúng ta sẽ dùng sớm những cái thuốc mà đặc trị hoặc là những cái thuốc mà kháng viêm và chống đông, thì đó thì công trình nghiên cứu đó chúng tôi cũng đã được đánh giá rất là cao và đã sử dụng cho các bệnh nhân hiệu quả, cho nên giảm được cái tỷ lệ các cái bệnh nhân chuyển nặng. Như vậy rằng là Đà Nẵng sẽ có một cái bảng điểm đánh giá nguy cơ cao của bệnh nhân từ đầu. Những trường hợp nào mà yếu tố nguy cơ, những trường hợp nào mà có tiên lượng nặng hoặc là có những triệu chứng yếu tố tiên lượng nặng thì chúng tôi sẽ sử dụng sớm thuốc ngay. Và tiếp theo đó thì vấn đề mà phủ vaccine của Đà Nẵng là chúng tôi thấy rằng là cũng khá là hiệu quả, và đặc biệt đến thời điểm này thì cái hiệu quả của vaccine mang lại nó làm cho giảm cái vấn đề là tỷ lệ bệnh nặng cũng giống như bệnh nhân tử vong. Hiện Đà Nẵng có tổng cộng 2.133 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại 3 cơ sở y tế. Nhờ hầu hết đều đã được tiêm vaccine, nên trong đợt này, tỷ lệ bệnh nhân chuyển nặng ít hơn hẳn so với các đợt dịch trước. Với nhóm bệnh nhân có triệu chứng nhẹ và vừa, được điều trị khỏi bệnh sau 10 ngày. Những trường hợp bệnh nặng nằm hồi sức, bệnh nhân được chăm sóc toàn diện để hạn chế bệnh diễn tiến nguy kịch. Đa số bệnh nhân nặng nguy kịch thì đều nằm ở trong nhóm bệnh nhân lớn tuổi các bệnh này và rơi vào nhóm không tiêm vaccine. Như vậy thì tôi mong rằng người dân thì nên đi tiêm vaccine để đảm bảo không chuyển nặng. Chúng tôi áp dụng sớm phát đồ điều trị Bộ Y tế thì nó sẽ an toàn cho người dân hơn. Hơn 2 tháng chuyển trạng thái thích ứng, Đà Nẵng đã ghi nhận hơn 5.000 ca mắc COVID-19. Phát huy hiệu quả của việc phủ vaccine ngừa COVID-19 trong cộng đồng và hiệu quả của tháp điều trị 3 tầng, Đà Nẵng cũng đang hướng đến mở rộng điều trị F0 tại nhà đối với các trường hợp có triệu chứng nhẹ và không triệu chứng. Trong bối cảnh số ca mắc tăng cao, đây là biện pháp cần thiết để giảm áp lực cho hệ thống y tế và thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh hiện nay.